Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bắt tạm giam đối đối với Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam cùng 5 bị can liên quan đến các sai phạm trong công tác đăng kiểm. Các bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, kết quả điều tra mở rộng về các sai phạm tiêu cực liên quan đến hoạt động đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại Cục đăng kiểm Việt Nam, các chi cục đăng kiểm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố 6 bị can. Cụ thể khởi tố bắt tạm giam khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với nguyễn vũ hải phó cục trưởng cục đăng kiểm việt nam bùi quốc hưng trưởng phòng tàu sông đậu ngọc bình phó phòng tàu sông phan quy liêm vũ văn sơn đăng kiểm viên phòng tàu sông về tội lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với trần kỳ hình nguyên cục trưởng cục đăng kiểm việt nam về tội lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa Đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 35 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ dụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.